Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Chocho Go Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái cuộc chiến của các cái chiến binh Suebi. Các cái chiến binh của anh em thuộc Đức này đấy. Con của gấu, kinh không? Quân đoàn gì, quân đoàn con của gấu. Ở tập trước thì mình đã bắt đầu giải quyết xong, mình đã giải quyết xong bán đảo Iberia rồi. Nói chung bây giờ châu Âu là của mình rồi. Bây giờ thì mình đã bắt đầu đặt quân sang châu Á, bước chân sang châu Á. Để mình sẽ đợi cho thằng này, nó đi nó đánh theo kiểu hát rong ấy, nó sẽ đi chiếm vào đây, nó đánh vào đây đây. Mình nghĩ là như vậy. Thì mình sẽ chiếm lại những cái thành này của nó. Ở cái lượt này chắc là mình cũng không có việc gì làm hay sao. Có nâng cấp nhà cửa lên chứ nhỉ. Ai ủa. Hết tiền rồi. Mình kiểm soát được nhiều vùng ghê nhỉ. Hầu như các cái vùng mình kiểm soát nó đều kiểm soát được hết, chẳng còn sót cái vùng nào không à. Thôi kệ nó qua lượt nữa xem nào. Ôi giời, trung thành cao vãi trưởng, không phải lo. Ngoại giao thì chắc cũng chưa có gì phát triển thêm, bởi vì là mình cũng chưa đánh nhau với thằng nào thêm cả rồi. Ok qua lượt đã. Bây giờ nhiệm vụ của mình chỉ là chiếm hoặc là chiếm cho nó đủ số lượng thành là hoàn thành chiến dịch rồi. Chả cần phải đánh nhau nhiều. Cái này là nó hỗ trợ hoặc là tăng kinh nghiệm hoặc là tăng giảm phí tuyển kỵ binh, nhưng mà mình bây giờ mình trả tuyển thế nào nó cũng không quan trọng lắm. Rồi thằng này nó chiếm được cái tỷ này rồi, mình sẽ kệ nó để nó di chuyển tiếp, mình sẽ đánh tiếp mấy vùng này thì kệ nó. Thằng đấy nó là đồng minh của mình chứ. Sang đây phát xem nào. Mình có mấy quân đoàn đóng bên này. Rồi. Trả đây con ngựa này. Ok. Wind and wave do not allow that. Thiếu một con ngựa nữa. Và mình cũng thiếu một quân đoàn nữa chưa xây dựng xong. Rồi nâng cấp cái vùng này lên đã hết tiền luôn. Giàu có hết đấy. Bây giờ thì phía nam thì tất cả cái khu vực châu Phi bây giờ nó đều phần lớn là đồng minh của mình rồi. Thằng này này, đồng minh này. Đồng minh hết rồi. Đúng rồi, còn mỗi thằng này thì không. Nó mới chỉ là liên minh phòng thủ. Mà sớm hay muộn thì nó cũng đồng minh mình thôi. Vấn đề là bây giờ chúng ta cần phải lo lắng cái khu vực phía bên này. Bây giờ chúng ta phải mua được 240 đơn vị quân cơ, mà mình mới có 224. Và chiếm được 80 thành trong khi chúng ta mới có 16, 65. Còn cả một vấn đề dài đấy. Cái chiến dịch này nó bắt chúng ta phải chiếm chứ không thể tính theo đồng minh được. Thế nó ngoái oăm. Nếu nó tính là đồng minh thì có phải tốt không nhỉ? Nó cứ bắt mình phải chiếm mà mình thì đâu có thích chiếm đâu.
Nói chung mình đã kiểm soát được Địa Trung Hải rồi. Sang đánh mấy thằng Trung Đông tí cho nó vui. Ký hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau à? Ok. Mày có một cái tỉnh đấy thì anh chả cần. Lại sự kiện gì đây? Mấy cái tào lao gì thế này? Mình rất nghe lời đọc các cái sự kiện nhé. Bởi vì ở trong cái bản Rome 2 này thì các cái sự kiện thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Nó chỉ trừ của các bạn một tí điểm nọ điểm kia là cùng. Nhưng mà thực sự thì sang đến cái bản Three Kingdom thì mình thấy hơi mệt đấy. Chỉ chọn sai một phát là có thể vỡ mặt luôn. Sai một ly là đi một dặm luôn. Ôi, lần nhiều thế nhở. Cái vùng này chắc thằng kia nó lại chiếm tiếp được một tỉnh nữa rồi. Ô, vãi, thằng Ai Cập mạnh thế, phản phản công mạnh thế cả. Rồi, chúng ta sẽ đi tấn công nó vậy. Thằng Ai Cập này nó tiêu diệt mất cái thằng ở đây rồi. Chưa có con ngựa nào. Thật là mệt. 21 chi. Xem mày có trung thành không? Cái cách mình vừa làm thì Otto von Bismarck gọi là cái đấy gọi là cái gì nhỉ? Sử dụng quỹ đen để lấy lòng dân chúng và mua lá chiếu phiếu của cử tri. Cái thuật ngữ quỹ đen là do Otto von Bismarck nghĩ ra đấy các bạn ạ. Ngày nay thì chúng ta hay hiểu cái từ nghĩa đen là các cái tiền mà các ông chồng thường rút ra để giấu các bà vợ để đi làm những việc khác đúng không? Nhưng mà thực tế thì cái nghĩa của cái từ quỹ đen ấy, nó không phải là như vậy đâu, mà là cái khoản tiền được dùng vào mục đích không đúng với thực tế. Thì ngày nay người ta cũng hiểu nó sao vấn đề là như vậy. Còn ý nghĩa lịch sử tại sao cái từ nó ở đâu có từ quỹ đen thì các bạn, đó là lý do. Rồi còn bây giờ thì chúng ta chả cần biết quỹ đen quỹ đỏ gì, cứ phải lên bờ đó. Chúng ta sẽ chạy dọc bọn này sang đến tận của quân đoàn thế này mạnh thế nhỉ. Ôi, phòng thủ cận chiến 144. Đội này thiên về cung thôi này. Ôi, đan sát thương tầm xa 54, tầm bắn 185. Với khả năng này thì chắc là nó đủ cân solo với bọn cung của phương Đông rồi. Rồi, chúng ta sẽ phải sang bên bên Trung Đông. Bọn Ai Cập nó phản công cũng mạnh phết đấy chứ đúng không? Thực ra mình không ngán cái thằng mấy thằng Trung Đông lắm, nhưng mà mình ngán cái thằng Pakcha kìa. I bring word that my... Hòa bình à? Không. Mình thích có một cuộc chiến ở đây chứ. Liên minh phương Tây bắt đầu tấn công vào liên minh phương Đông. Ó, trừ 10 trung thành, vãi cả trưởng. Kệ ạ, trung thành vẫn cao, mà sợ. Thấp chúng ta lại ném tiền vào mặt nó. Ó, mấy thằng Ai Cập nó có đội hình pha lăng, bọn này nó cũng có đội hình pha lăng mà mình thì ngán nhất cái đội hình pha lăng. Ai à, bọn này nó mạnh hơn mình tưởng ấy nhỉ. Nhưng mà phía dưới này thì có vẻ không chống được, phía dưới này chúng nó đánh vẫn mạnh nhờ. Mấy thằng châu Phi nó mạnh hơn. Thôi được, cứ để xem nào đã.
phía bắc cái quân đoàn này của mình đâu à? Cho nó ra đây ạ. Chúng ta cần phải duy trì khá nhiều quân đoàn. Thậm chí phải tuyển thêm quân. Vẫn chưa có con ngựa. Xây nhà cửa lên để có thêm sèng. Nghèo như một con mèo. Thằng này nó đề nghị mình tham chiến chống lại thằng này. Thế mày sẽ trở thành đồng minh tao nhá. Chịu không? The enemy casts a shadow over us all. Will you send your soldiers, a most brave phalanx, to crush them? Chịu không? Hai thì đương nhiên là chịu rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ chiến tranh với tất tần tật cái bọn phía bên này rồi. Và chúng ta cũng đã đồng minh với thằng cuối cùng của Hellenic. Tăng vào trung thành đã. Trung thành 1 này. Mày còn tụt được nó không? Xem nào. Chắc nó không được đánh nhau nên là nó tụt đấy. À, các cái vùng ảnh hưởng cũng thế thôi. Rồi. Cho chúng nó đi đánh nhau một tí là chúng nó lại lên ngay mà. Ôi thằng Ai Cập mạnh vãi lúa. Bọn này nó phản công kinh thế nhở? Ai già? Toàn lính đời 2, đời 3, đính đời 3 nhá. Đời 3, đời 4. Mạnh vãi lúa chứ đùa đâu. Đây có một quân đoàn chưa full, mình chưa mua hết này. Khu vực châu Phi nào rồi? Hai quân đoàn ở châu Phi rồi. Lệnh cho nó di chuyển sang đây xem. Nó sẽ tấn công trục bên dưới này. Có lẽ là quá nhiều, số lượng quân đoàn quá nhiều. Mình đi tấn công này thông thường mình cũng chẳng cần nhiều quân đâu. Mình chỉ cần 2-3 quân đoàn này đó là được. Như này là quá nhiều để có thể tấn công một cái trục không phải là lớn lắm. Ây da ôi, cái thằng này nó có nhiều quân thế nhở? Mình ghét chất đánh nhau với mấy thằng Trung Đông này là nó hay có đội kỵ lém lao và xạ kỵ. Cái này nó sẽ cải tạo văn hóa nhiều nhất đấy. Ok.
Trận này đánh sẽ khó vỡ mồm luôn đấy. Mà quân đoàn này không mạnh lắm nhỉ. March. Anything else? They have no idea. Phục kích cả phát đã. Nghèo như một con mèo. Cuộc chiến ở bên này. Ôi thằng Ai Cập. Armenia là thằng nào khôi phục lên đấy? À thằng này ly khai tự khôi phục. Nó tự ly khai. Ây da. Chiến tranh ở khu vực này tởm ghê nhỉ. Gớm phết. Mình mãi em chả có chỗ để mà đánh nhau này. Bây giờ đưa quân sang chủ yếu để dọa cho nó. Không nhanh mình còn không có cái gì để mà đánh ấy. Không có cái gì để mà chiếm. Ngon rồi. Ôi đâu có xạ kỹ này thì ambush thế quái là được. Nhưng mà ambush là nghề của quân Đức. Nhưng mà nếu muốn ambush thì chúng ta phải có nhiều kỵ binh. Ở đây thì mình lại không chơi cái đội hình thiên về ambush. Mấy cả ambush chỉ chống lại La Mã thì nó toàn đơn binh bộ binh thôi. Chứ còn ambush với mấy cái thằng xạ kỵ thì ambush kiểu gì. Nó chạy như tên lửa thì làm sao mà ambush được nó. Cái trận này nói chung này ta cứ diệt mấy cái thằng quẩy đá với xạ kỵ nó là xong. Nói là ambush nhưng mà mình chả có cái cách gì. Ôi trời tuyết rơi mà còn ambush. Ếu, quân đoàn mới thành lập có đúng một cái cuộn rơm để lăn. Có mỗi một cái cuộn rơm duy nhất để lăn. Cho tướng lên lăn cuộn rơm phát. Berserker đánh sang phương đông này là phế luôn. Cái bọn không có giáp này, không có khiên này thì cung nó bắn cho vài lượt là dẹo hết luôn. Chúng Berserker chỉ để đánh nhau ở phương Bắc thôi. Nó có hai đội xạ kỵ ở đằng cuối kìa. Nói chung thì cũng là để cho các bạn trải nghiệm ra một chút xíu, có những cái đặc điểm nó đặc biệt một chút xíu của các bạn. Giống như quân Đức thì luôn luôn có tấn công Frenzy. Còn đánh ở đây mà có tuyết rơi được cơ. Our general is under attack. Tướng chạy về. Đấu tên luôn. Qua thấy chưa? Ăn vào mắt là chúng nó ấy. Đội xạ kỵ ấy khủng lắm. Ôi giời ơi, bộ binh của nó leo lên đến đây thì chết gần hết luôn. Riêng bộ binh của nó thì mình không sợ ngại, bộ binh của Đức này thì chất lắm, không phải sợ.
The enemy general is dead. Rất nhanh gọn đúng không? Rất là nhanh gọn. Ambush thì thường là chết tại chỗ luôn. Rank 3. Đây rồi, thêm một cái này nữa thì sẽ có hầm trông bẫy đá cuộn rơm. Hồi quân luôn bởi vì đang đứng trên đất của đồng minh. Quánh, trận này hơi khó đấy nhưng mà đánh được hết. Chúng ta có thể sử dụng Night Attack để đánh đêm, ngăn không cho chúng nó tiếp viện. Rồi, phải đánh đúng các cái phong cách của người Đức chứ. Phục kích và đánh đêm mới là. Đây mới là phong cách đánh của người Đức. Chúng ta không cần phải dùng đến Spy để ngăn không cho chúng nó tiếp viện cho nhau. Chúng ta có thể sử dụng Night Attack để ngăn được. Rồi, một trận đánh đêm. Đánh nhau với cái bọn nó nhiều à. Có khi là mình còn phải bỏ bớt cái đơn vị à, thay cái đội Berserker này ở nhà thôi. Bởi vì là sang đến Trung Đông này Berserker nó phế quá. Còn có thể là mình sẽ phải cần đến 4 đội kỵ. Sang Trung Đông này chúng ta cần nhiều kỵ binh hơn. Mà lỡ mang đi rồi nên thôi. Chúng nó khá nhiều lực. Mới cả khi đánh đêm này quân Đức được tăng leadership cho quân. Này, nó toàn Husky Mister, Hot Archer. Ngán nhất là mấy cái bọn đấy. Nói chung thì kỵ binh của mình không đủ tuổi để đấu với kỵ binh của bọn phương Đông này, mệt lắm. Bọn này, ôi còn có cái thằng cầm đuốc à? Ờ đúng rồi, cầm đuốc ấy, soi cho nó sáng. Soi nó cho nó sáng mà còn đánh nhau. Chạy nhanh nhanh nhờ phát. Pháo nó lã rồi. Đánh màn đêm này đạn lửa bay nhìn đẹp lắm. Xông lên. The battle is turning in our favor. Đạn không biết đạn pháo giết gần chết của đội ngựa đó. Tiếc rằng cung của chúng ta nó chưa ổn đam 51 cả. Mấy con xạ kỵ này bị điên à, chui thẳng vào đội hình của mình này nhỉ. Con xạ kỵ của nó bị điên à, điên à. Bắn cũng tới chúng nó à? Bắn xa ghê nhỉ? Giết
đi lùa mấy thằng tầm xa cho anh. One of our units has used all its ammunition. Our general is under attack. Đội quân của chúng ta bị bắn tên này. Cung thủ Clayton Archer bắn đam 51. Mấy thằng Hitman này thì làm ăn gì? Mình sẽ phải đánh mấy trận nhỉ? Một trận nữa đấy. Tướng này, quân đoàn này mới thành lập mà đánh phải đánh nhiều này là hơi vất. One of our units has gone berserk. Điên cuồng chém giết. Điên cuồng chém giết. Toàn một chiến thắng dứt khoát à, 65 thằng hy sinh. Thế chứ, phải đánh như vậy chứ. Mày. Còn vài cái thằng. Quay trận nữa luôn. Nắm xạ kỵ thế. Cả cung thủ nữa chứ. Ăn hết. Anh Berserker này chắc có khi mình giải tán không. Berserker này xem chừng để là nhưng đánh nhau thì không hiệu quả lắm. Đánh Trung Đông mà Berserker thì đúng là không hiệu quả lắm. Ây da. Cái làm đấy xíu xíu mà lắm ngóc ách ấy. Có hai lối ra. Rồi, có cái lối này đi ra ở đây nữa. Thôi mình dàn quân đây thì chắc nó chỉ ra một lối thôi. Quân đoàn này của mình toàn là lính đích luôn này, không có lính khác luôn. Ây da, bọn chúng nó dàn quân trong này đứng sẵn chờ mình. Mấy thằng Trung Đông này. Sao bọn Trung Đông này, tí nữa mình chắc mình phải bỏ bớt cái đơn vị quân cái thật. Không có tác dụng gì cho cái đơn vị mà Berserker khi sang Berserker sang bên này không thể chơi nữa. Không có khả năng kháng tên thì vỡ mặt với bọn này luôn. Berserker chỉ được mỗi cái chặt chém giỏi.
rồi, cung của Khayton đang chờ nó bắn kinh thế nhở. Đánh sang Trung Đông có khác thì thời tiết đẹp thế. Đánh ở châu Á chán đời kinh. Úi dồi. Ái giả bắn tên của anh ạ. Bắn tên này. Bắn tên này. Nhanh khử lý mấy đứa đi tầm xa nó đi ạ. Thì tầm pháo chúng ta vẫn lã rất chuẩn. Tấn công tổng lực. Rồi, cứ giết bọn xạ kỵ nó trước đã. Rồi. Nó cho ngay đội kiếm ra đây nó chặn. Khôn thế nhở. One of our units has used all its ammunition. Ngoài là lắm lính đánh xa quá. Cho kỵ binh vào. Rồi. Xuyên qua đội hình ở đó. Xuyên qua đội hình của nó, nhanh. Đánh nhau bọn cận chiến này thì cứ để Berserker giải quyết. Rồi. Bọn đánh xa này còn đóng nguy hiểm quá. Warlord of Germania, Germania, chiến binh của nước Đức. Được rồi, vào đây. Sao mấy con ngựa này của nó lì thế? Nhanh tiến vào mấy thằng Spear của nó sắp dẹo rồi, vào đây nhanh. Mấy thằng ngoài này Berserker đầu diệt đi. Cung ngòi bắn. Our general is under attack. Lùa vào. Quẩy chết bọn tầm xa nó cho anh. Đang bị quay. Chúng ta đang bị quay. Phải đánh kiểu này không thì cung nó bắn chết hết cận chiến mình luôn. Berserker xông vào nhanh không kẻo chết hết ngựa rồi. Xông vào. What the hell. Kill kill kill. One of our units has used all its ammunition. Đâu à? Ôi, bọn này nó chạy nhanh quá. Đuổi chúng nó cũng mệt. Quái quỷ cái bọn lính tầm xa này. Đấy, mấy con ngựa nó lại mò về đây rồi. Chạy nhanh vãi cả trưởng.
bọn này nó chạy nhanh lắm, bọn phương đông này nó rút bút tốc độ chạy mà. One of our units has gone berserk. Điên cuồng chém chết à? Ờ. Ui, cũng đuổi nổi mấy con ngựa nó. Chỉ dùng cung mình bắn thôi. Chỉ dùng cung mình mới ăn được. Sword Masters. Noble Riders. Sons of Odin. Sons of Odin. Đứa con của thần chiến tranh. Vẫn chưa chịu đầu hàng. Bọn này lì thật. Vẫn chưa chịu cờ đầu hàng. Thật tướng chưa chết, nó chưa đầu hàng đâu. Ồ, ngựa của Trung Đông có khác lì vãi trưởng. Mà đội ngựa của mình trận này mình ít ngựa quá, trận này mà không phải mấy thằng berserker mà chúng ta có nguyên lính. Ôi dồi, thực ra mình chết có 300, hơn 300 thằng, gọi là 400 thôi. Nhà quân nó tận 3.800, nó toàn kỵ kia mà nó 3.000 mấy, có nghĩa là đông, rất đông luôn. Rồi, mình gần đủ số lượng thành phải cướp rồi đấy. Gần đủ số lượng thành cần phải cướp rồi. Can I encircle them? Sau phim. Quá tuyệt vời, hồi quân đã. Tốt rồi, lượt sau đánh vào đây nữa là xong phim. Hạ đội sống làm sao được. I am eager to hear your embassy. Sparta nó là đồng minh của mình rồi. Can I finish my wine? March! Relax! Ai da. Quãng đường còn dài thế nhỉ. Quãng đường còn dài lắm. Chắc phải vậy. All father be brave. Starting out. As you request. Thirsty for battle. Rồi, ok. Bạn này cũng thế. Mấy ông berserker này không đánh nhau ở Trung Đông được. I live to serve my people. Nói chung thì cách chơi của mình là gì, mình tận dụng tất cả các cái thủ đoạn ngoại giao để có thể đạt được cái mục đích của mình, bao gồm kể cả phản bội đồng minh. Nói chung là tất cả những cái gì có thể đem lại lợi ích cho phe của mình thì mình có thể làm được hết. Ái chà, cuộc chiến ở đây chính ra bây giờ cái nhánh bên dưới này chưa có cơ hội để đánh nhau nhỉ. Chia nó ra luôn bên dưới này nữa. Your orc returning to land.
Quân đoàn này thì vẫn phải giữ đội hình này thôi. Đây nó là quân đoàn chuẩn mà. Không bỏ được. Journey completed. Chờ qua lượt lại lâu vãi lúa. Mấy cướp biển à? Mấy cướp biển làm gì thế không biết. Bây giờ quân đoàn này tiếp tục đánh đã. Không phải nói dông dài. Nhưng mà đánh chỗ này thì bây giờ mình cũng chưa có chỗ để mà đánh chứ nhỉ. Thằng này nó thì không có quân đâu, nhưng mà thành này chưa sửa xong. Phải mất mấy lượt nữa mới sửa xong. Mình bỏ đi là thằng này nó chạy về nó hốt đấy. Thế không? Quánh bên dưới này. Bên dưới này thì mình chưa ký cái hiệp ước cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. Greetings, friend. Greetings. Rồi, ok. I must accept. Thế nó mới cho mình đi trên đất của nó. Your words have much truth in them. Ok. Can I finish my wine? Hurry up. We love the open road. I live to serve my people. To travel is to be free. Finding shelter. Thirsty for battle. Càng phết đấy. Thằng này nó chưa di chuyển đi, nó đứng ở đây. Oh, father, be praised. How can I help? Warrior. Boarding now. Disembarking. Ready for battle. When your feet bleed, you can mow. For the try. Is that all? Let's ride the waves. Now. Từ đây đi sang biển thì không xa lắm. Ồ. Mình cũng không cần quá nhiều quân đoàn như này đâu mà. Các quân đoàn mạnh của mình không được tham chiến mà toàn là các đơn vị khá là cùi. Toàn các quân đoàn mới thành lập. Ready for orders. Tại sao cái nhiệm vụ nó lại quái thai nhỉ, bắt mình chiếm hết vùng nội vùng kia. Công nghiệp, giao thương hay nông nghiệp? Nông nghiệp đi để thêm thăng phút nữa. Đúng rồi.
Thằng này chiến tranh với thằng Ai Cập à? Ô, thằng này thế lại đồng minh với Ai Cập. Thằng này lại chiến tranh với thằng Ai Cập. Ồ. Thảo nào. Vùng đất này là có voi. Can I finish my wine? We love the open road. I am ready. No, this cannot happen. We have them all. Man, this war. Ở vùng này có thể mua được cái linh tinh thuê đấy à? Có buồn quá đâu. Toàn đội cung thủ thôi mà. Sao nó lại có cái linh tinh thuê đấy nhỉ? Chắc nó mua ở vùng của nó thì mới có đội này chứ. Những vùng khác đâu có. Đây này. Xạ kỵ này. Ngà nhất xạ kỵ. Sốc kỵ đấy. Đây là cái bọn berserker này xạ kỵ hay sốc kỵ đều không đỡ được. Nó chỉ là chặt chém, bọn berserker là bọn chuyên về chặt chém. Bây giờ mình phải tính làm như nào để hạn chế cái khả năng di chuyển của các đơn vị tầm xa của nó rồi. Tấn công từ cổng nào vào để hạn chế được. Càng hẹp càng tốt. Cổng nào cũng khá rộng. Tấn công từ đây đi. Mình sẽ di chuyển lên đến đây để nó không được. Mấy thằng berserker này hình như mình chả biết dùng vào cái việc gì luôn. Khi đánh xong phương đông nó không phù hợp với đánh ở phương đông. Lỡ mua rồi đánh chịu thành lập rồi, còn nếu không thì còn đánh nhau ở phương đông này dùng mấy anh berserker này chả biết cái gì. Kháng tên cũng kém mà kháng kỵ cũng kém. Kêu kiểu gì như là thét ấy nhỉ. Tấn công cận chiến thì chúng ta không sợ vì kỵ binh của chúng ta cũng khá mạnh. Mỗi lần có cả lạc đà lắm đi đâu. What the hợi tướng lên cao thế. Cẩn thận chết tướng rồi. Turning in our favor. Kỵ binh mình khỏe phết nhỉ. Kỵ binh của mình khỏe vãi lúa. À, đánh nhau với các lạc đà này. Đó lên lùa xuống xe bắn đá mình. Vãi nhờ. Ái rồi khôn chưa.
các bạn thấy không, mình không bê cái đội hình hình thang nổi tiếng thì tin rằng chúng nó quay ngay. Nếu là cái đội hình hình thang nhiều anh em chê thì cứ chê, còn dùng thì rất nhiều người vẫn thích dùng ấy, bởi vì là nó rất là phù hợp cho tác chiến. Nói chung là khi các bạn chơi phòng thủ thì đội hình hình thang là quá tuyệt vời luôn. Ok, cẩn thận mất cái xe bắn đá. Có gì đâu, vào đây. Nó chạy rồi. Ready to rain down death. Ballista. I. The artillery stands ready. Kỵ binh, kỵ binh của chúng nó chạy rất là vãi lúa rồi đấy. Đấy. Thấy không? Nếu mà không vây được chúng nó lại thì các bạn thấy bọn phương đông nó chạy nhanh đến cỡ nào chưa? Mà đây chỉ là một cái đơn vị rất là nhỏ nhỏ của nó thôi nhá, một cái làng mà còn thậm chí không có quân phòng thủ gì mà gớm đấy. Kỵ binh của chúng nó chạy nhanh cực kỳ, không bao giờ đuổi được luôn. My people. Starve them to death. Can I finish my? The weak may as well be dead. Hồi thực tí quân đã. Chúng ta còn một ít nhiệm vụ nữa. Firing provisions. Chúng ta còn một ít nhiệm vụ nữa. Ái chà, không chạy đây cả. Trận này cực khó nếu như đánh tay. Tại sao các bạn biết không? Bởi vì này, 1, 2, 3, 4, 5 5 cái đội đơn vị pha lăng như này. Nhưng mà tất nhiên mình cũng vẫn thích đánh được, nhưng mà trận easy như này mình muốn giải quyết cho nó nhanh thôi. Đánh pha lang như này thì chúng ta chỉ cho lính để phòng thủ và chủ yếu phải dùng cung tên. Mình đã không đánh thì thôi, đã đánh thì tốc độ của nó là thần tốc luôn đấy. Năm, bảy, bảy đơn vị quân Urazaspi. Đánh chiếm hết cái vùng này đã. Wow, các nhánh quân của mình tiến quân nhanh quá nhỉ. Các lộ quân của mình tiến quá nhanh. Có lẽ cũng không cần đến mấy quân đoàn này mất. Nhưng mà nhiệm vụ nó bắt mình phải mua bao nhiêu, mua đủ số quân đấy mới hoàn thành nhiệm vụ. Nó quay quá. Mình vẫn phải mua thêm quân. Mấy anh Đức này nó không có cái nhiệm vụ bắt, nhiệm vụ chỉ là giữ thành hoặc chiếm thành.
tăng điểm ngoại giao với tất cả các sư. Đứa con trở về. Mình có thể có thêm một tướng đấy chứ. Nhưng mà mình không chọn là tướng mà mình chọn là tăng điểm trung thành cho các phe phái. Oh, Father, be praised. How can I help? Get moving, you wretches! Warriors, all! Stragglers will be left behind! Can I finish warding now? Let's rest a while! Đồng minh của mình nhanh thật, lã mò ở đây rồi, chuẩn bị chiếm vùng này rồi. Ready for orders. Ready for battle. Ok. Mình không đánh thì thôi, đã đánh thì tốc độ cực kỳ nhanh luôn khi mà mình thích tham chiến. Chả có quân. Lương thực của mình thoải mái rồi. Thằng này chạy đi đâu? Tấn công xong bên này nữa thì 70 rồi cả. Chỉ còn có 10 tỉnh nữa, 10 làng nữa. Chiếm 10 làng nữa là xong. Quân đoàn này chưa hồi phục hoàn toàn. Mày chết. Mình không tiến quân thì thôi, chứ tiến quân thì cực kỳ thần tốc luôn. Cực kỳ thần tốc. I am ready. I live to serve my people. Xong. Rồi. Khá là nhanh. Uầy, bọn này trở tay không kịp rồi. Rút quân quá nhanh, chúng mày rút quân quá nhanh. Nhưng tự dưng thằng này lại chiến tranh với thằng Ai Cập này. Ồ, Ai Cập nó cử mấy quân đoàn sang nó hỏi thăm rồi. Toàn nước dẹo rồi. Thôi không chơi chế độ hành quân nữa, kẻo chết đấy. Mình chưa ký hiệp ước cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau với thằng này à? Greetings, my friend. Greetings. I tingle with anticipation. Truly, my good. Thế là xong. Đồng minh hết rồi. Greetings, friend. Greetings. Will you have?
Trừ mấy cái thằng không đánh nhau, còn những cái thằng mà nó đang đánh nhau mình thì đồng minh mình hết à? Tao đánh nhau cùng mình thì nó đánh đồng minh hết à? Ủa, quân ở đây. Ê, thằng này làm gì nó ba quân đoàn đóng ở đây này. Hết cả tiền. Trung Đông này cứ lên có nhiều kỵ binh một chút. The enemy casts a shadow over us all. Will you send your soldiers, a most brave phalanx, to crush them? Cái gì? Quảng cáo đội hình pha lăng á? Quảng cáo đội hình pha lăng. Nó lại cướp bóc đất đai của mình rồi. Nó lại cướp bóc đất đai nhà mình. Điểm ngoại giao và điểm trung thành tăng vãi trưởng do được đi đánh nhau đúng không? Tăng tiếp 59 điểm. Tra tiếp với con ngựa nào. Quân đoàn đây chưa thể tiến lên được đúng không? Vùng này chưa trị an được. Văn hóa Hellenic. Văn hóa của chúng ta mới có 22%. 9 thành nữa. 9 thành phố và làng mạc nữa phải nằm trong tay của chúng ta. Ai có thể cản được nào? Chưa kể mấy ông Berserker để đánh nhau tu toàn chết quân. Dễ thằng này nó quay lại tái chiếm nữa nhỉ. Để quân ở chế độ hành quân như này là hơi nguy hiểm. Mình còn phải kiểm soát có mấy tỉnh nữa thôi là hoàn thành chiến dịch rồi. I hope that this offer of coins will be taken in the right spirit of comradeship and respect.
đề nghị hòa bình và chi cho mình tiền. Giờ này thì mình có đâu cần hòa bình với ai nữa đâu. Ôi, một đơn vị quân nào đấy của mình vừa bị ám sát một thằng rồi. Our enemies tremble at the thought of your might. Will you not give substance? Họ tấn công đúng với quân đoàn chủ lực của mình. Thằng thông minh phải là vãi trưởng. Mình biết là nó sẽ vào đây mà. Quên nó đi đâu hết rồi nhỉ? Lạ nhỉ, quên nó đi đằng nào hết rồi. Không lo phòng thủ, anh chiếm hết nhà bây giờ. Khu vực này ai giả, chỗ này là một nửa nọ nửa kia, mỗi phe chiếm được một nửa. Có lẽ mình đánh khu vực phía trên để cho gọn thì chị An nó cũng tụt, nhưng mà nó kể ăn được. Đánh sang đây nữa. Quân của nó thì không nhiều, còn có mấy thằng kiểu này thì không đánh được ai. Thirsty for battle. Kinh quá, các quân đoàn mới bắt đầu tiến sang. I hope that this hòa bình chi cho mình tận 14.500. Thằng này giàu ghê nhỉ. Đứa con trở về. Làm gì có kẻ thù nào trên đất của chúng ta đâu. Bọn này thông báo tào lao thế nhỉ. Mình phải có 7 thành nữa thôi. Xong rồi. Không phải cướp nữa rồi. 226 là còn 14 đơn vị quân nữa. Rồi mình sắp đủ quân đội rồi.
my people. Can I finish my wine? Chưa có quân đồn trú. 20 đơn vị quân đồn trú rồi. Sao đây vậy? Ready for battle. Oh, father be praised. How can I help? Quay nó được không nhỉ? Quay được. Chẳng qua mình không thích quay. Đánh mấy thằng này mới được. Kinh. Sura. Cứ để lượt sau đã. Tiến nhanh quá không kịp chị An, chết dở. Athena gives wisdom and Ares gives strength. I give you peace if... Thằng này còn có mỗi một cái tỉnh ở góc này nữa à? Bị chúng nó chiếm hết rồi cả. Khổ thân. Lại chết một đơn vị quân nữa. Ghét nhất cái trò ám sát này. Hai đơn vị quân rồi. My honorable master would have me. Các bọn Trung Đông này đánh nhau thì không ăn thua thì nó ám sát kinh thật. Thêm một tướng, nên là tăng public order thêm tướng đi. Một tướng nữ đi vậy. Chắc cái quân đoàn chỗ này bị tấn công hai phát liên tiếp à? Quân đoàn nào ở đây à? Nó chơi mất, ôi sao nó không hai mất hai đội Soul Master mình rồi. Không thể đỡ nổi. Lại đang có dịch bệnh. We take this settlement for the tribe. I cannot proceed. Trận này chúng ta không phải cướp nữa, bởi vì chúng ta đủ số lượng thành cần phải cướp rồi. Chỉ có chiếm thêm thành thôi. Ây chà. Cánh quân ở phía này của chúng nó gớm nhỉ. Sắp hoàn thành rồi. 6 cái thành nữa. Ồ. Vì kháng chiến còn chưa kỳ và còn gian khổ em ơi. Can I finish my wine? Ôi bọn này nó tiến nhanh thế. Chắc mình không tiến theo hướng này được. Hướng này mà tiến thì chắc không có hiệu quả. Mấy thằng này nó đánh nhanh quá. Mình tiến hướng này thôi. For the tribe.
chỗ này còn có đơn vị quân nào đó không? Không. Warriors all, is there nothing else? Phải chiếm cái vùng bên dưới này, chiếm lốt lại vùng này. Mình sắp đủ số lượng thành cần thiết à? Rồi, lại ám sát rồi. Nó mà ám sát cung thủ của mình mới là đau đầu ấy, không tuyển được ấy. Rồi, lại một đơn vị quân đã dẹo rồi. Chắc là mấy cái quân đoàn đứng ở ngoài này. Đây. Biết ngay. Chết một thằng cung thủ. Vừa nói xong chưa kịp dứt lời. Chết cung thủ làm sao mà cứu được. Sura. Chắc mình phải đánh nhanh để cho chúng nó không kịp phản ứng thôi. Đánh chậm là chúng nó phản ứng kịp. Kiểm soát được. Tiến cực nhanh. Rồi. Đánh xuống đây nữa là chặn đứng đường quân của chúng nó luôn. Mất ngay một đội cung. Ôi dồi ôi. Hế? Goro Hospital. Bạn này yếu. Ấy, ở đây cũng bị ám sát mất một đội Soulmaster của mình rồi. Thiếu một đơn vị lính. Thế nó mới mệt bọn này. Ấy dồi, các quân đoàn của mình bắt đầu mới lên đây. Sao mình cũng hợp nhất các đơn vị quân vào thôi. Chỉ cần vài quân đoàn tấn công là được. Lại mất một đơn vị quân nữa. Vãi cả lũa.
nghiên cứu nhánh dân sự đúng không? Quân sự mình nghiên cứu xong à? Bọn này ôi dồi ám sát kinh quá. Có một đội xạ kỵ thôi, cung này thì bắn này, bắn mạnh này. Có một đội xạ kỵ mà mình thì có ba đội cung độ. Bánh xe trung đông này cần nhiều kỵ binh hơn. Phục kích ở sa mạc này thì cũng tra khác thì trên đất liền. Mà không lăn được cái đầu. Chả có cách nào tiến quân lên cả, vẫn để đế đứng như này. Cái binh của mình sẽ tiến vào từ bên này. Battle is turning in our favor. Italian noble cavalry. Men of Italia. Thôi nhau. Berserkers. Đã mò ra hàng sau này để mà tấn công mình rồi. Giỏi ghê. Our general is under attack. Phục kích cái bọn ở phương đông này nó chạy nhanh lắm, rất khó phục kích ở trong đó. Ngựa mà nói này, mạnh lắm. Chém nhau thì Berserker thì nó chết rồi. Bọn này chết. The enemy general is dead. Đánh phục kích trên đường khó lắm. Xong rồi.
chúng ta có 2.000, nó 2.400, mình ít thiếu nó hơn 2 đơn vị quân. Chúng ta có thêm 2 đội kỵ binh nữa thì chúng nó sẽ gặp vấn đề rất tối to. Quân đoàn rank 9 được à? Cái này bút cho kỵ binh. Cái này cho tất cả các unit à? Chagabonus và Morale. Cái này thì bút cho nguyên kỵ binh. Mình có tiến quá nhanh không nhỉ? Chắc không. Mà phải nhanh chứ. Mà không có quân gác thành à? Sao lại thương vong nặng thế nhỉ? Ôi nó có công trình gì đấy? Các men. Mấy thằng dợ này nó có những cái công trình lạ ghê nhỉ? Mấy thằng Trung Đông này. Pam nó luôn. Move out. Dưới này nó cũng còn quân đâu. Mười tám đơn vị quân vãi ra trường, chạy lẩn vẩn trên đất của anh à, chạy lẩn vẩn trên đất của anh à. Mười tám hai mươi đơn vị quân đồn trú, chắc không cần phải giữ quân nữa rồi. Mãi tiền. Mấy tỉnh nữa? 3 tỉnh nữa thôi. Câu chuyện sắp đến hồi kết thúc rồi. Quân mình ở khắp mọi nơi à? Lại một đơn vị quân nữa bị ám sát. Vãi thật. Lại có một cái sự kiện là tốt à? Sự kiện thì giờ này mình có cần gì nữa đâu. Xong nhiệm vụ ở nơi này.
finish my wine, encircle them. So. Chắc quân nó đi đâu hết mà nó không vào thành, nó cứ đứng ở ngoài này, bỏ thành không phòng thủ nhỉ. Thực sự nó hơi khó hiểu ấy. Lại còn có 17 đơn vị quân. Thua. Bọn này toàn chơi cái chiêu này không đỡ được. Ám sát không thành công. Tưởng chứ mày thế nào? Đây à? Định tái chiếm lại à? Các quân đoàn tiến nhanh quá mức cần thiết. Một thành nữa thôi. Đã hoàn thành chiến dịch này rồi. Bắt chiếm 80 thành. Chắc là mình chiếm đánh một cái chiến dịch nào mình chiếm đến 80 thành bao giờ cả. Mình toàn đồng minh này. Đạt cái số thành cần phải có chứ không bao giờ bắt cái chiếm này. Mệt ghê. It is a simple gift, gold, but one that many. Okay. Hình như nó đang có quân định kéo lên đất của mình. Bỏ đồng minh phát được. Bỏ chiến tranh phát là được. We are much alike and so. Mình thích thì mình tham chiến. Đói. Bọn này chiếm lại ngay. Sloom ở đâu ấy? Lúc này à? Quên không xây à? Xây làm cái gì nhỉ? Giờ này chỉ có đánh lốt mấy trận cho nó hết giờ. Xong. Quá gắt. Số lượng quân đoàn chúng ta quá nhiều. Đánh cho địch không kịp trở tay luôn. Xong rồi. Sau cái lượt còn 200-239 lại chết đơn quân thảo nào. Khỉ thật. Hết nhất cái vụ chết quân này. Đủ rồi. Rồi. Sau tour này nó sẽ báo chúng ta đã hoàn thành chiến dịch. Cho này xuống đây phòng thủ ở đây. Xong phim.
Chứ nó chưa tiến nhanh như thế được đâu. Rồi. Trung thành rất cao. Chúng ta chuẩn bị xem phim nhá. Còn mấy quân đoàn vác sang đây còn chưa có việc để làm này. Nhưng mà mình cũng không dám đánh ở hai đầu cùng một lúc. Xin hòa bình à? Ok. Không cảm nhận nó lại chiếm lại một cái thành nào đấy của mình là mình lại không end game được. I dare not đồng minh à? Cho mày làm đồng minh luôn. The enemy casts a shadow over us all. Will you send your... Được rồi, bình tĩnh để kết thúc chiến dịch đã. Ồ. Ồ, bộ phim của bọn Đức này đẹp thế. gật đầu đây là trận chiến rừng Tô Múc. Berserker đấy. Trận chiến rừng Tô Múc này đúng phong cách của Đức, phục kích và đẹp, vừa phục kích trong bóng đêm luôn. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành chiến dịch. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chiến dịch này của mình. Nếu các bạn muốn theo dõi thêm các cái video khác của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.